Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video hôm nay em lên cho các bác mẫu xe đạp Touring đến từ thương hiệu Gian, model Fastrad SR1. Một chiếc xe mang cái cấu hình của xe đua là Shimano Tiagra, bánh 700C khung nhôm. Xe nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng. Dòng Gian Fastrad, như các bác đã biết thì cái dòng Fastrad này nó sẽ là một cái dòng tay ngang Touring, nhưng mà sẽ chạy đồ của xe đua. Dòng SR1 sẽ được chạy full bộ chuyển động Tiagra với phanh đĩa dầu bánh 700C. Hôm nay em về cái tông màu đen xám tàn thuốc, rất là đẹp. Nhưng mà trên hình tổng thể xe về cái hình thức thì còn cái độ mới nó rất là cao. Hầu như là trên khung của chiếc xe thì không có một vết xước nhỏ nào đáng kể. Cả những đồ ở trên xe còn nguyên bản chính hãng, cái giá nước cũng là của Gian. Bộ đùi FSA thương hiệu phụ tùng rất là nổi tiếng của Mỹ. Bộ chuyển động Tiagra. Đây thì có những cái mã chính hãng, có cái tem. Tem phân phối tại thị trường Australia và New Zealand. Bên là các bác có nhìn thấy không? Chữ nó hơi nhỏ. Trên phần ghi lông của chiếc xe thì được trang bị bộ tay bấm của Tiagra với 10 tầng líp và 2 tầng đĩa, với cụm phanh dầu Techo 700C như bi vòng. Với những cái chiếc Touring đời mới thì cái vòng đĩa phanh của nó sẽ làm rất là nhỏ. Nó rất là mềm mại và đẹp. Giám sát vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của các những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Size chiếc xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 44 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 50 cm. Chiếc xe có cái size là size S, họ đã đề trên khung size S cho các bác từ khoảng 1m60 nó là khoảng 1m75 đi là phù hợp. Clip 10 tầng và 2 tầng đĩa cho xe 20 tốc độ khác nhau. Bấm lên xuống ở chiếc xe thì cực kỳ là mượt mà, nhẹ nhàng. Lốp cái đường vành phản quang, vân phản quang đi đêm rất là đẹp, đèn rọi vào sáng lên cực kỳ là đẹp. Và giá bán chiếc xe này đang bán cho em với giá chỉ là 20.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả là ấn nút chuông để nhận thêm được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác và đăng ký lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. 99% đàn ông tuổi trung niên thường gặp các bệnh như giảm ham muốn tình dục, yếu sinh lý, bệnh gút, đau lưng, mỏi gối, mất ngủ, suy nhược cơ thể. Các bác lên YouTube tìm kênh Thảo Dược Ngâm Rượu Tây Bắc để được giải đáp và những thắc mắc và những bệnh lý nêu trên.